Chiều ngày 4 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng dùng YouTube về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật trên không gian mạng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hai tài khoản mạng xã hội YouTube do TTH sinh năm 1984 trú tại tỉnh An Giang và HVT sinh năm 1992 trú tại tỉnh Kiên Giang đăng ký và sử dụng, đã đăng tải các video bịa đặt sai sự thật về việc xuất hiện tảng đá có hình người giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, gây hoang mang trong dư luận. Cơ quan công an đã mời T và H làm việc, thì T và H đã thừa nhận việc đăng tải tảng đá có hình người giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ là thông tin tự suy diễn, bịa đặt, không đúng thực tế. Đồng thời, T và H đã tự nguyện tháo gỡ các nội dung có liên quan đã đăng tải và viết cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ nội dung đăng tải, không để xảy ra trường hợp tương tự. Hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân là hành vi vi phạm pháp luật tại khoản 1 điều 101 Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt so với tổ chức. Qua làm việc, do T và H có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T và H mỗi người 5 triệu đồng.